Ở thời điểm hiện tại, lãi suất không còn là vấn đề lớn đối với người vay mua nhà. Lượng khách hàng vay với mục đích đầu tư bất động sản có chiều hướng giảm, trong khi đa phần người đi vay hiện tại xuất phát từ nhu cầu ở thực. Hiện tại, bên cạnh yếu tố giá, các công ty bất động sản cũng hợp tác với các ngân hàng lớn để hỗ trợ vốn vay dài hạn và xây dựng các chính sách bán hàng phù hợp, hỗ trợ tối đa người mua nhà. Tại nhiều dự án, khách mua cần vay vốn chỉ cần thanh toán khoảng 10% là có thể nhận nhà ở ngay và lũy kế đến quý 2 năm 2025 đóng tổng cộng 30%. Còn lại, ngân hàng cho vay chủ đầu tư hỗ trợ 2 năm không lãi, ân hạn nợ gốc. Một số dự án có chính sách thanh toán từ 10% nhận nhà ở ngay hoặc để khai thác cho thuê, kinh doanh tạo dòng tiền. Đây là các giải pháp kích cầu tích cực từ các chủ đầu tư. Số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho thấy dư nợ bất động sản đến cuối năm 2023 khoảng 2,88 triệu tỷ đồng, trong đó vay kinh doanh bất động sản khoảng 1,09 triệu tỷ đồng, vay tiêu dùng tự sử dụng trong lĩnh vực bất động sản 1,79 triệu tỷ đồng. Theo Ngân hàng Nhà nước, từ năm 2018 đến nay, dư nợ đối với lĩnh vực bất động sản bao gồm cả kinh doanh bất động sản và mục đích tiêu dùng, tự sử dụng bất động sản luôn tăng cao. Năm 2019, tín dụng cho vay bất động sản tăng đột biến 23,26%, đạt ngưỡng 1,6 triệu tỷ đồng. Trong thời điểm dịch bệnh 2020 đến 2021 thì dư nợ bất động sản hàng năm vẫn tăng lần lượt là 12,06% và 15,7%. Năm 2022, dư nợ bất động sản tăng mạnh trở lại, đạt mức 2,58 triệu tỷ đồng, tăng 23,91% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm 2023 Tín dụng cho vay bất động sản tiếp tục tăng từ 11,81%, đạt ngưỡng 2,88 triệu tỷ đồng, chủ yếu là dư nợ chung và dài hạn.